Xin chào những người nghe mang dòng máu quỷ đỏ, chúc anh em một cuối tuần an lành và hạnh phúc bên người thân. Giờ mời anh em đến với những tin chính ngày hôm nay. Rondo gây sóng gió cho áo đấu mới. MU chính thức công bố đội hình du đấu. Ten Hag gọi điện cho người thay Ronaldo. MU ra quyết định với Greenwood. Giờ anh em tiện tay cho mình xin cái like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sau đây là nội dung chi tiết. Rondo gây sóng gió cho áo đấu mới. Áo đấu của Manchester United cho mùa giải 2022-2023 cuối cùng đã được công bố và nó sẽ khiến người hâm mộ phải trả 100 triệu bảng nếu muốn sở hữu. United là đội bóng cuối cùng nằm trong top 6 chính thức công bố áo đấu mới. Dù vậy, với nhiều người hâm mộ, họ cho rằng điều đó không có gì đáng để chờ đợi. Họ muốn có cầu thủ mới hơn là áo đấu mới. Luôn luôn có tranh cãi xung quanh bộ quần áo mới với rất nhiều ý kiến khác nhau về sự thay đổi kiểu dáng và tính năng. Áo đấu mới là một sự thay đổi khá táo bạo với việc United chọn cách tiếp cận cổ điển hơn trong mùa giải này. Có lẽ là một trong những nỗ lực để thể hiện lại phong độ trước đây đã từng có ở thời kỳ Hoàng Kim. Tuy nhiên, Rondo vẫn gây ra tổn thất cho ngày ra mắt áo mới vì một quảng cáo đặc biệt đã không được phát hành do không chắc chắn về tương lai của CR7. Đây là một đòn giáng mạnh vào United và Adidas. Chiếc áo đấu mới là một thiết kế theo phong cách hoài cổ và đương nhiên Adidas đã quyết định quay một số nhân vật mang tính biểu tượng nhất của United để giúp quảng cáo cho chiếc áo đấu ngày xưa. Theo The Athletic, những cầu thủ như Eric Cantona và David Beckham đã được quay cùng với Ronaldo với mục đích người cũ gặp người mới để đi cùng câu chuyện về chiếc áo mới. Nhưng theo quan điểm hiện tại của Rondo với chiều tất nên quảng cáo chưa thể phát hành. Mặc dù CR7 đã được đưa vào các cảnh quay để tạo nên những gì được coi là một quảng cáo mang tính biểu tượng giới thiệu số 7 hiện tại bên cạnh những người đã từng mặc trước đây như Cantona và Beckham. Quảng cáo này ban đầu được lên kế hoạch sẽ phát hành cùng các phương tiện quảng cáo khác nhưng nó đã bị giữ lại vì tương lai bấp bênh của CR7 tại câu lạc bộ. MU chính thức công bố đội hình du đấu. Trang chủ Manchester United vừa chính thức công bố đội hình du đấu hè năm 2022 tại Thái Lan và Úc. Rondo đã chụp bộ ảnh mới để quảng cáo mẫu áo sân nhà mùa giải 2022-2023. Động thái này tạo ra sự hấn khởi cho không ít cổ động viên bởi dường như họ nghĩ rằng Rondo đã đổi ý. Dù vậy, tương lai của CR7 hóa ra vẫn là một dấu hỏi. Anh thậm chí ngày càng sáng cửa ra đi khi nhìn vào danh sách du đấu hè trước mùa giải của Quỷ Đỏ tại Thái Lan và Úc. Trang chủ MU vừa chính thức công bố những cái tên tham gia chuyến du đấu lần này. Một số cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Bruno Fernandes và Harry Maguire tất nhiên là sẽ xuất hiện. Ngoài ra, Erik ten Hag còn điền tên nhiều cầu thủ trẻ. Tổng cộng 13 cầu thủ trẻ xuất thân từ học viện được tham dự chuyến đi tới đây. Một vài gương mặt tiêu biểu là Alexandro Garnacho, Zidane Ibrahim và Chesney Savic. Ngoài ra, Tahith Chong, James Wagner và Ethan Lai, ba cái tên ra đi theo dạng cho mượn mùa vừa rồi cũng đã được lựa chọn. Trong khi đó, tân binh Tyrell Malacia cũng có tên trong danh sách đăng ký. Các trận giao hữu tới đây sẽ là cơ hội để hậu vệ người Hà Lan ghi điểm. Đáng chú ý, Ronaldo vắng mặt. Anh đã tiết lộ cần thêm thời gian để giải quyết chuyện gia đình nên không tham gia chuyến du đấu. Song, ai cũng hiểu nguyên nhân chính của sự việc là gì. Giờ mời anh em đến với danh sách du đấu hè năm 2022 của MU. Ở vị trí thủ môn gồm David De Gea, Tom Heaton, Nathan Bishop và Matej Kovac. Hàng hậu vệ gồm có Bailey, Dalot, Ethan Lai, Lindelof, Makai, Malacia, Luxor, Telles, Tonsibe, Rafael Varane và Wan-Bissaka. Hàng tiền vệ là Amad, Bruno Fernandes, Fred, James Wagner, Hannibal, Zidane, Ibrahim, McTominay, Pellegrini, Savic và Donny van de Beek. Hàng tiền đạo là Tahith Chong, Elanga, Garnacho, Martial, Marcus Rashford và Jadon Sancho. Ten Hag bị ép phải cho Martial cơ hội. Cầu thủ người Pháp chỉ ghi được một bàn thắng cho đội bóng La Liga trong nửa sau của mùa giải và bây giờ Quỷ Đỏ phải đối mặt với một cuộc chiến để bán đứt tiền đạo này. Anthony Martial được cho là không nằm trong kế hoạch của Erik ten Hag ngay từ đầu. Màn trình diễn của cầu thủ người Pháp tại Sevilla là rất kém cỏi. Chính vì thế, Sevilla không muốn mua đứt dù cựu sao của AS Monaco rất háo hức được gia nhập đội bóng La Liga. Martial có một năm hợp đồng hiện tại ở Old Trafford. Anh đã trở lại United vào mùa hè này. Tuy nhiên, nhà Glazer lại dành sự ngưỡng mộ lớn dành cho anh. Trong bối cảnh Ronaldo chuẩn bị ra đi, giới chủ Quỷ Đỏ lại muốn huấn luyện viên Ten Hag phải trao cơ hội cho Martial. Như vậy, huấn luyện viên Ten Hag có thể gây bất ngờ bằng việc giữ Martial ở lại. Khi ấy, cầu thủ có gương mặt không cảm xúc lại có cơ hội gây dựng lại sự nghiệp. Với việc tương lai đang mờ mịt, Martial cần chứng tỏ năng lực dù cơ hội vào sân sẽ là rất thấp. Và tất nhiên với Ten Hag, ông cực trưởng đá mới phải giữ lại tiền đạo này. Thực tế Martial có tài năng, chỉ là tiền đạo này chưa phát huy được giá trị. Với Ten Hag,
tiền đạo người Pháp có thể trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới. Điều này có thể sẽ rất cần thiết vì Quỷ Đỏ đang khá thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Thời cơ vàng cho Van de Beek. Donny Van de Beek đã gặp nhiều khó khăn kể từ khi đến Manchester United. Tuy nhiên, kể từ thời điểm anh được cho mượn Everton mùa trước, mọi thứ không hẳn mờ mịt đối với tiền vệ người Hà Lan. Thực chất, cựu sao Ajax được huấn luyện viên Rangnick đánh giá rất cao. Cụ thể, hồi tháng 2 Rangnick từng phát biểu: "Giống như Pogba, tôi thấy Van de Beek có thể đá số 6 hoặc số 8 và đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi ở hai vị trí đó. Vì vậy Van de Beek ít khi có cơ hội ra sân. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không đủ tốt để chơi bóng tại Premier League hoặc Manchester United." Giờ đây với việc Pogba đã ra đi, thì cơ hội lại đến với Van de Beek để anh có thể chứng minh những nhận định của Rangnick với mình là đúng. Nếu Ten Hag chưa mổ thành công Frenkie de Jong, cặp đôi này có thể dễ dàng tạo lại mối quan hệ mà cả hai đã từng thiết lập ở Ajax. Trong trường hợp vụ de Jong bất thành, Van de Beek vẫn đang có một vị trí vô cùng thuận lợi để tỏa sáng. Không giống như hầu hết các cầu thủ ở Old Trafford hiện tại, Van de Beek hiếm khi nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên. Ten Hag nhận thức rõ những gì Van de Beek có thể mang lại, nên tình hình của cầu thủ sinh năm 97 phần nào được xoay chuyển. Chuyến du đấu trước mùa giải của United hiện là cơ hội vàng để Van de Beek tìm lại sự tự tin và đẳng cấp đã mất. Trước khi Ten Hag có thể mang về những sự bổ sung cho hàng tiền vệ, ngôi sao 25 tuổi cần cho thấy lý do tại sao anh nên là sự lựa chọn đầu tiên ở khu trung tuyến và mùa giải tiếp theo. Chỉ cần Van de Beek được tin tưởng, anh có thể ra sân để chứng tỏ năng lực và phù hợp bố trí trong các sơ đồ chiến thuật mà Ten Hag có thể sử dụng. Với sơ đồ 4-3-3, Van de Beek sẽ là một trong hai tiền vệ lệch, điều anh quá quen thuộc trong mùa Ajax. Còn nếu MU đá 4-2-3-1, thì Van de Beek có thể đá ở khu vực giữa sân cùng với một tiền vệ khác. Anh cũng sẵn sàng đá số 10 nếu Fernandes cần nghỉ ngơi hay Ten Hag mong muốn một sự thay đổi mới. Sau tất cả, mùa tới có thể là thời điểm vàng để Van de Beek lấy lại hình ảnh của mình. Ten Hag gọi điện cho người thay Ronaldo. Dễ dàng để khẳng định, MU đang trải qua một kỳ chuyển nhượng khó khăn hơn dự tính. Đến thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ vẫn chưa thể thuyết phục Frenkie de Jong, mục tiêu số 1 của huấn luyện viên Ten Hag trong chiều hè, và đồng thời còn đang đối mặt với viễn cảnh mất đi Ronaldo. Nhiều nguồn tin uy tín đồng loạt khẳng định, CR7 đã yêu cầu MU cho phép ra đi. Thậm chí ngôi sao người Bồ Đào Nha còn liên tiếp vắng mặt trong những buổi tập gần đây và đồng thời cũng không tham gia chuyến du đấu đến Thái Lan và Úc. Về phần mình, đến nay MU vẫn giữ nguyên quan điểm không bán Ronaldo, nhưng thực tế thì Ten Hag đã tính đến chuyện thay thế CR7 bằng một chiến sĩ khác. Cụ thể, theo tiết lộ từ tờ Mirror, vị thuyền trưởng Hà Lan đã trực tiếp gọi điện cho cầu trò cũ của mình là Brian Robbe nhằm mục đích thuyết phục anh chuyển đến Old Trafford. Ngôi sao Hà Lan đã bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Ajax. Anh ghi được tổng cộng 7 bàn sau 13 lần ra sân. Hiện tại, Robbe đã trở lại câu lạc bộ chủ quản là Leipzig và đội bóng này được cho là sẽ sẵn sàng bán đi chân sút 20 tuổi nếu nhận được một lời đề nghị có trị giá khoảng 12,8 triệu bảng. Đáng chú ý, cùng với MU thì Ajax cũng có kế hoạch ký kết một bản hợp đồng dài hạn với cầu thủ này. MU ra quyết định với Greenwood. Theo thông báo từ ban lãnh đạo MU, người hâm mộ đội bóng sẽ không thể mua áo đấu có tên Mason Greenwood trong bộ áo đấu mới ra mắt của Quỷ Đỏ. Cầu thủ người Anh đã bị tạm giam hồi đầu tháng Giêng năm nay với những cáo buộc về việc tấn công tình dục. Kể từ sau chiến thắng 1-0 trên West Ham, anh không thi đấu thêm một trận đấu nào nữa cho MU. Thời điểm này, Quỷ Đỏ đã công bố âm mộ áo đấu mới sân nhà trong mùa giải 2022-2023. Tuy nhiên, MU đã không tung ra mẫu áo đấu có tên của chân sút Mason Greenwood. Điều này cho thấy đội bóng đã loại bỏ cầu thủ người Anh ra khỏi kế hoạch của toàn đội trong khi chờ kết quả của tòa án. Thậm chí, hồ sơ của anh cũng đã tạm thời bị xóa khỏi trang web của câu lạc bộ. Trước khi dính vào lùm xùm bên ngoài sân cỏ, Greenwood đã bỏ túi 35 bàn thắng sau 129 lần ra sân và là niềm kỳ vọng của lò đào tạo Carrington. Việc Greenwood không thể thi đấu khiến Ten Hag đang phải gấp rút tìm kiếm một tiền đạo mới trong mùa hè này, trong bối cảnh Ronaldo cũng đã đòi ra đi. Martinez cho MU hay Arsenal? Mùa hè năm nay, hàng loạt ngôi sao của Ajax Amsterdam đã đứng trước cơ hội chuyển đến một bến đỗ mới. Điển hình như trường hợp của Lisandro Martinez, ngôi sao đang lọt vào tầm ngắm của hai ông lớn Premier League là Arsenal và Man United. Đứng trước một bước tiến mới cho sự nghiệp, Martinez được cho là đã thông báo với Ajax rằng anh muốn rời khỏi câu lạc bộ để chuyển đến chơi bóng tại Premier League. Về phần mình, những lời đề nghị của cả MU lẫn Arsenal đều đã bị Ajax từ chối. Nhưng Quỷ Đỏ mới đây đã trở lại bàn đàm phán với một đề xuất khá hấp dẫn lên đến 50 triệu euro. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Martinez không loại trừ viễn cảnh gia nhập bất kỳ đội bóng nào. Nhưng mới đây, có vẻ như ngôi sao người Argentina đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cụ thể, theo tiết lộ từ Tasi Sport, trung vệ này đã quyết tâm tái hợp với Ten Hag tại Old Trafford
và sẽ quyết định từ chối cơ hội gia nhập Arsenal. Tất nhiên, thông tin này sẽ là cú sốc lớn dành cho pháo thủ. Trong bối cảnh giám đốc kỹ thuật Edu và cả huấn luyện viên Arteta đều đã thường xuyên liên lạc với Martinez nhằm thuyết phục anh tham gia vào dự án tái thiết Arsenal. Nhưng rốt cuộc, dường như họ vẫn không đủ sức hấp dẫn với ngôi sao người Argentina và hậu vệ này đã bị Ten Hag thuyết phục. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.